Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Tình Đốn. Sorry, kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Đại Dương và Vạn Lý. Vạn Lý xin kính chào quý vị đã đón xem chương trình phân tích thời sự thế giới với bình luận gia Đại Dương với chủ đề Những nghịch lý từ cuộc nội chiến Syria. Trước hết xin kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào cô Vạn Lý, kính chào quý vị. Vâng, thưa ông, thì vụ biểu tình Tổng thống Bashar từ đầu năm 2011 đã gây ra những cái cuộc nội chiến. Vâng, thưa ông, thì đã có những cái điểm nghịch lý nào trên cái phương diện ngoại giao và chiến lược, thưa ông? Trên phương diện ngoại giao, chúng tôi thấy rõ ràng rằng Hoa Kỳ đã bị động. Mặc dù ban đầu thì ủng hộ cái cuộc nổi dậy của dân chúng, nhưng mà cuộc nổi dậy đã bị đàn áp quyết liệt, ngược lại thì lại bị Trung Quốc và Nga đã phủ quyết các cái nghị quyết đòi ông Assad phải thay đổi hoặc đòi ông Assad phải ra đi theo yêu cầu của theo cái yêu sách của Hoa Kỳ hay của Tây Phương cũng như là của nhóm nổi dậy chẳng hạn, thì lại dẫn tới từ đó mới lần dẫn đi vào cái cuộc nội chiến. Và cuộc nội chiến giữa hai phe thì Hoa Kỳ lại quay sang không ủng hộ cuộc nội chiến đó, cho rằng bây giờ phải tìm giải pháp chính trị. Nhưng mà Liên Hợp Quốc đã đưa tới 3 ông đại diện cho Liên Hợp Quốc đến Syria để thực hiện giải pháp hòa bình, kể cả đưa cả hàng hình như là mấy trăm người, mấy trăm quan sát viên để mà tham gia cái cuộc quan sát đó, nhưng cuối cùng không có nào thực hiện được. Lý do một cách rõ rệt là Hoa Kỳ cũng như là Tây Phương không nói một cách rõ ràng rằng bây giờ anh cái cuộc nội chiến này giải quyết như thế nào. Thì bên phía ông Assad thì nói rằng chúng tôi là chống khủng bố, ngược lại bên phía khủng bố là chúng tôi chống độc tài. Thành cuối cùng hai bên mà Hoa Kỳ cũng như Tây Phương vẫn do dự, không biết chọn cái giải pháp nào, bởi vì chọn giải pháp mà để cho ông Assad mà đứng lên tổ chức lại gọi là cái hiệp thương chính trị thì cũng không được, như vậy có nghĩa là ông Assad tồn tại, mà nếu mà lật ông Assad thì lại không có thế, bởi vì tất cả cái vũ khí của ông Assad là vượt trội với phe phiến quân, do đó không thể nào dùng phe phiến quân lật, và Hoa Kỳ lại từ chối không chịu ủng hộ. Tôi cho rằng tức là trên phương diện ngoại giao cũng như chiến lược, Hoa Kỳ không theo kịp cái diễn biến, thay vì từ chuyển từ cái phản đối dân sự này sang tới nội chiến thì phải thay đổi liền. Nếu như vậy muốn lật ông Assad thì phải viện trợ vũ khí cho phe phiến quân. Thì như vậy có thể cho bây giờ viện trợ thì trễ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không đánh thì cho nên Al-Qaeda cũng như các tổ chức mà quá khích, Hồi giáo quá khích, họ lại nắm cái quyền chủ động trên chiến trường như hiện nay. Bởi vì vũ khí họ được nhiều hơn. Cho nên cái quân đội gọi là của giải phóng Syria đó thiếu, không có đủ. Cho nên bây giờ một số vũ khí đổ vào thì bắt đầu quân đội mới càn quét, mới chống lại Al-Qaeda. Hiện nay bây giờ ở tại biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn là đang có cuộc chiến rất gay gắt giữa hai bên. Và như vậy thì cuộc chiến trở nên là càng phức tạp hơn, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì như ông đã thưa trên thì tại sao Tây Phương đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad mà lại do dự trang bị quân đội tự do Syria, thưa ông? Vấn đề này là Mỹ cho rằng bây giờ nếu mà trang bị vũ khí thì sẽ lọt vào tay các cái tổ chức Al-Qaeda, như vậy là không có lợi, cho nên họ cứ do dự mãi, và do dự mãi, càng do dự thì ngược lại bên Nga họ là viện trợ đầy đủ hơn trong Assad. Vì thế cho nên cái cán cân lực lượng hiện nay nó nghiêng hẳn về phía bên chính quyền. Và như vậy thì ông Nga này ông đề nghị rằng đưa ra cái giải pháp hòa giải chính trị như cái hội nghị sắp tới ở Geneva thì chắc chắn rằng ông Assad sẽ nguyên tại vị. Như vậy tức là trên phương diện chiến lược Hoa Kỳ sẽ bị thất bại. Bởi vì bây giờ Hoa Kỳ không giải quyết được mà để Nga mới giải quyết, Nga mới chính là người giải quyết. Như vậy thì cái thế lực của Nga ở tại Trung Đông ngày nó càng mạnh. Và như vậy thì cái trục Nga, Syria, Iran nó sẽ là khống chế cả tại vùng Trung Đông. Như thế thì cái thế lực của Mỹ sẽ giảm đi. Và các đồng minh của Mỹ bắt đầu nghi ngờ rằng Mỹ không có thật tâm với mình.
Cho nên có thể ban đứng mình bất cứ lúc nào. Đó là một cái điểm mà các ông, hai ông cựu bộ trưởng quốc phòng là ông Gates và ông Panetta đều chỉ trích. Một ông Gates thì chỉ trích rằng ông kia mà đưa cái vấn đề ra quốc hội là sai, bởi như vậy làm yếu cái thế của nhà lãnh đạo, của cái ông tổng tư lệnh lực lượng quân đội đi. Không phải đưa, mà ông ta phải tự bản thân ta quyết định. Ngược lại thì ông Panetta nói rằng ông hứa có vạch, có lằn ranh đỏ mà ông không làm thì như vậy chứng tỏ ông yếu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tình hình đó nó còn rắc rối lắm và chưa có giải quyết được, thưa con. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi tiếp xúc của chúng tôi với bình luận gia Đại Dương để tìm hiểu về những nghịch lý từ cuộc nội chiến Syria. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào.